Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn, theo lịch thi đấu V-League 2022 hôm nay, ngày 31 tháng 7 thì sẽ diễn ra hai trận đấu còn lại của vòng 10 V-League 2022. Khung 17 giờ thì Đông Á Thanh Hóa sẽ tiếp đón Viettel trên sân nhà. Trận đấu muộn nhất của vòng đấu này diễn ra trong ngày hôm nay, đó là cuộc so tài của Hà Nội FC với Sông Lam Nghệ An trên sân vận động Hàng Đẫy diễn ra vào lúc 19 giờ 15. Ở hai trận đấu ngày hôm nay thì Viettel và Hà Nội FC được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, đây sẽ là trận đấu mà Hà Nội FC cũng như Viettel sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Tôi vẫn thiên về một kết quả giành chiến thắng với tỷ số tối thiểu cho Hà Nội FC cũng như với Viettel. Tuy nhiên, nếu muốn giành được chiến thắng thì hai đội bóng này sẽ phải hạn chế tối đa những cái sai lầm mắc phải ở trận đấu ngày hôm nay. Còn quý vị và các bạn có dự đoán gì về kết quả của hai trận đấu này thì hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Theo lịch tường thuật trực tiếp thì trận đấu giữa Đông Á Thanh Hóa với Viettel sẽ được tường thuật trên kênh On Sport. Trong khi đó thì trận đấu giữa Hà Nội FC với Sông Lam Nghệ An, quý vị và các bạn có thể theo dõi trên kênh VTV6. Cập nhật bảng xếp hạng V-League 2022 tính đến ngày 31 tháng 7, tính đến trước vòng đấu hai trận đấu cuối cùng của vòng đấu thứ 10 như sau. Hà Nội FC thì đang tạm dẫn đầu với 17 điểm, đứng thứ hai là Đà Nẵng 16 điểm, xếp thứ ba là Sông Lam Nghệ An 16 điểm, đứng thứ tư là Hoàng Anh Gia Lai 16 điểm, xếp thứ năm là Hải Phòng 14 điểm, đứng thứ sáu là Bình Định 14 điểm, đứng thứ bảy là Viettel 13 điểm, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tụt xuống vị trí thứ 8 với 11 điểm, Bình Dương đứng thứ 9 với 9 điểm, Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ 10 với 9 điểm, Thanh Hóa đứng thứ 11 với 8 điểm, Nam Định đứng thứ 12 với 7 điểm và đứng cuối là Sài Gòn FC. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn có dự đoán và đánh giá gì về bảng xếp hạng và cuộc đua vô địch của V-League 2022? Hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.